Chắc bữa nay mà con nước nó ngột quý vị ơi. Đã chèo không đi. Really nigga. Kỳ đang có cái chỗ hoài á. Thuyền anh đi trong đêm trắng sáng, rước nhau về ta cưới hồi vui. Trên sông dài thuyền hóa răng, bao cô nàng miền cười xinh xắn. Thuyền anh trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng đưa những đèn hoa. Ánh sáng hồng thơm ngát hồn ta, thuyền hoa ơi dừng đậy thôi. Ơi hò khoan, ơi hò khoan, tiếng hát êm vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền anh trôi vào bến mới, bến yên bình cho bến nghỉ ngơi. Bến thanh bình cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Đã xin chào quý diễn giả đến với kênh YouTube Ngày Sẽ Tiết Cương. Hiện tại Tiết Cương đang ở miền Tây sông nước. Hôm nay về quê chèo xuồng đi thăm ruộng bà con ơi. Ở xì phố ta nói cuộc sống ta nó ngột ngạt quá, khói bụi ô nhiễm môi trường. Mình về quê cuộc sống nó thoải mái vui vẻ nhẹ nhàng quý vị thấy không. Cái cương nè đang chèo xuồng. Cái xuồng này mấy nay trời mưa á, nước nó vô chứ không phải là xuồng bị lủng đâu quý vị. Rồi mình phải có tát nước ra nè, mình tát hồi nó phải khô. Miền Tây là quý vị mà bắt đầu về miền Tây là cửa ngõ là tỉnh Long An của Tiết Cương. Là bắt đầu có hai con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, đó là hai nhánh phụ của sông Đồng Nai quý vị. Rồi sau đó mới về tới Tiền Giang. Tiền Giang sông nước. Rồi một ngã rẽ bên trái là về Bến Tre Trà Vinh. Một rẽ phải là mình đi Đồng Tháp Cần Thơ. Miền Tây chính thức là bồi đắp phù sa hai dòng sông Tiền và sông Hậu, đổ ra chín cửa biển là chín con rồng gọi là sông Cửu Long. Nước cũng bắt đầu im im đó. Rồi giờ Tiết Cương sẽ chèo xuồng đi thăm ruộng nha quý vị. Ruộng của Tiết Cương không có nhiều quý vị, nhìn đó đó, bao la đó, giáp bờ dưới bờ Bạch Đàn á, là ruộng của Tiết Cương á. Là ta nói nếu mà tính theo kiểu ngày xưa ta gọi là cò bay thẳng cánh á, mà ruộng bây giờ ruộng của Tiết Cương gọi là cò bay, ta nó gãy cánh luôn. Đôi khi quý vị thấy Tiết Cương ở Sài Gòn chạy xe Airblade quý vị tưởng là Tiết Cương là bình thường, không phải đâu, đại gia ngầm nha quý vị. Ruộng dưới này nó tới mấy chục hecta luôn á. Đi mộ nổi đâu phải chèo xuồng đi. Bây giờ mời bà con đồng hành cùng với Tiết Cương đi thăm ruộng nha. Đi thăm ruộng để giới thiệu ruộng của Tiết Cương cho quý vị xem thôi. Tiết Cương đi chèo xuồng dưới đây. Miền Tây đưa tôi đi về, ai nhớ ai thương. Vừa qua Long An chớ đào hương lúa còn dương. Trà Vinh Trà Cô Tháp Mười chờ nhau bánh tét. Gạch Miễu xây cầu đường về, bớt tạm biệt quý vị nha. Bến xe gần hơn, xe ta lăn lăn qua cầu Mỹ Thận gió đưa. Đường qua Hà Tiên Đông Hòa còn rất rõ wow. Trà Vinh Trà Cô đón chờ cùng nhau bánh tét. Ui da tôi dướng không bị lên vô rồi. Ủa đang dướng quá, chỗ này bị dướng quá vậy ơi. Đó không, mình có cách nó đẩy ra nè, dở đầu chèo xuồng đi nè. Đi thăm ruộng quý vị ơi, thăm ruộng ở chèo xuồng đi nè. Chèo xuồng đi thăm ruộng nha, tạm biệt quý vị, đi Cương đi nha, đi giới thiệu ruộng cho bà con. Ok trời, tôi nhớ kỹ thuật chèo của tôi là chuyên nghiệp lắm mà kỹ ta. Tôi là dân chèo xuồng chuyên nghiệp miền Tây mà. Nhỏ lớn sống sông nước không mà chèo quảng đi trời. Tạm biệt quý vị, đi Cương đi nha. Chèo xuồng đi. Ủa sao kỹ trời, chèo quảng có con chỗ rồi trời. Bị vô bụi Bạch Đàn nữa rồi. Chắc bữa nay mà con nước nó ngột quý vị ơi.
đã chèo không đi. Really nigga. Sao kỳ ra có đứng chỗ hoài vậy? Trời ơi, nhiều lên bùng luôn. Thôi đẩy nó đi. Sao không đi trời? Vậy trời. Trời ơi! Ông nội ơi! Thì nha, chèo không đi là phải rồi. Nãy giờ như cái sợi dây. Trời ơi, ai chơi cắt cớ quý vị ơi. Xuồng của Tiết Cương để đây. Đâu ở đây vùng quê đó có ai ăn trộm đâu mà. Nở lần nào chơi cọng dây tôi lại, hèn chi tôi chèo hoài nó không đi. Buồn dễ sợ luôn. Gầu dễ sợ gầu. À, tháo dây ra đi à. Đó, thấy không? Cái dây nó hành Tiết Cương dễ sợ luôn. Thôi tạm biệt bà con. Tiết Cương đi thăm ruộng nha. Để giới thiệu quý vị biết ruộng của Tiết Cương nhìn như thế nào. Đó luôn. À. Thuyền em đi trên sông trắng sáng, đưa nhau về ta giữa hồi vui. Đường trong làng, đường khe xanh, bao cô nàng đường xưa. À, bây giờ sẽ giới thiệu quý vị khán giả ruộng của Tiết Cương nha. Sao đi đâu vậy trời, cái mỏ đi đâu vậy? Cũng bữa nay mấy nay Tiết Cương không về chăm sóc, ta nói cỏ mọc quá trời quý vị ơi. Nè cái này cỏ nha quý vị, cỏ mọc bụi nó, ta nói này cỏ nha, không phải lúa nha. Tại vì Tiết Cương cái ngày làm với kỳ này xạ lúa ST25 á, để xuất khẩu qua nước ngoài á. Cỏ dại như vậy, mới nhìn tưởng cái ớt chứ không phải cỏ dại như vậy. Đó. Bứt cỏ nè, đó, đi lên xuồng bứt cỏ, chăm sóc cho ruộng lúa. Rồi mời bà con đi thăm ruộng với Tiết Cương xuống đây nữa nè. Đó, quá trời đất không. Ruộng lúa là về miền Tây, ruộng lúa bao la. Muốn quý diễn giả nào á, mà có muốn giống Tiết Cương á, chén cuộc sống ở thành phố á, nhớ liên lạc với Tiết Cương nha. Tiết Cương sẽ dẫn về đây đi ban ngày mình đi bằng ruộng ha, đó, bắt cá, tối về mình lai gai, lai gai dài sĩ rượu, cuộc đời nó sẽ vui vẻ. Mình đi thăm ruộng tranh thủ mình nhổ cỏ luôn quý vị ơi. Đó, cỏ dại nè, có hại cho cỏ dại, có hại cho lúa của chúng ta, cho nên chúng ta sẽ bứt cỏ dập giáp mới xong. Đó, cỏ này rất có hại cho cây lúa hôm nay. Bây giờ Tiết Cương sẽ làm một số nhiệm vụ của nhà nông là Tiết Cương sẽ bứt cỏ. Quá trời cỏ luôn, mấy bữa nay trời mưa cỏ nó lên quá trời quý vị ơi. Tôi hát bài ca người ca cây lúa, và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn lúa, đông lúa hò hẹn những mùa gặp. Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Vô từ bàn tay xưa cây trong gió bất, trên lội buồn sau giữa trời mưa phùn, và đôi tay xưa kéo cày thay trâu. Vì không có đất vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lai mái cài, và bao cô gái sẽ ngồi mái cây tưng 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 như tình yêu trao cho người yêu. Trong gian khổ hạnh phúc đêm rồi, đường lớn đã mở, đi tới tương lai ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
ngày mai tôi không biết đường nào tôi đi vô. Quay đầu lại, Đức Cương sẽ chỉ quý vị kỹ thuật quay đầu trong chèo ghe. Kỹ thuật quay đầu đó mình sẽ chèo ngược vậy nha quý vị. Ây da, ây da, ôi sai à. Bây giờ mới đưa cái đầu kia ra. Da ướt. Da lộn lệch, lộn bên, lộn bên. Kỹ thuật xoay đầu trong chèo ghe. Đó. Kỳ ta. À, mình sẽ lại bên này qua nè. Đó, quá đơn giản. Ui da, ui da. Đó, bây giờ mình sẽ chèo tới. Được hết quý vị ơi, không có gì khó đó. Không có gì khó. Không có gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Cố lên đi Cương ơi. Chèo sao mà ghét mà. Lên khí thế luôn. Đó, Đức Cương sẽ vào đây cập bến an toàn sau khi kỳ ta. Được không? Hình như thuyền của Tiết Cương đã mắc cạn rồi quý vị ơi. Đó, lên tươi xanh. Kì dạ. Sau khi mà ây da, dữ quá vậy. Có bị dướng xe dây giống nãy luôn, sao chèo hoài không đi sao? Sắp được rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, Tiết Cương ơi, cố lên, văng sát một lần. Rồi, sợi dây rồi. Đã, Tiết Cương đã xác định được một mục tiêu để cột cái xuồng của Tiết Cương lại. À, để trôi đi mất đó, chứ ở dưới quê không có sợ mất cắp đâu quý vị ơi. Đó, sau khi đã thăm ruộng, giới thiệu một số ruộng đất của Tiết Cương cho quý vị và là đã nhổ được một, bứt được một số cỏ, bây giờ Tiết Cương sẽ lên để đi thu hoạch trái cây. Cắm này xuống này, đó, chắc này, đó. Ây da, ây da. À, bây giờ Tiết Cương sẽ đi thu hoạch trái cây quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip Tiết Cương chèo xuồng đi thăm ruộng. Và bây giờ mời quý vị đón xem Tiết Cương đi thăm vườn trái cây của nhà Tiết Cương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những clip sau. Xin chào.